Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong thời gian vừa qua thì cái nhu cầu sử dụng những cái đầu giải mã nhạc số của anh em trên khắp toàn quốc tăng lên rất là cao. Tất cả những cái model về hàng bên shop, em có làm những cái video clip đăng tải những cái thiết bị giải mã nhạc số mà em có trồng như trên này thì anh em cũng có liên hệ tới số hotline cũng như là tham khảo mẫu, thì hầu như đa số tất cả những cái thiết bị trong đó đều bán rồi. Và khi những cái sản phẩm hàng giải mã về mới thì em sẽ đặt máy và quay video tổng thể để giới thiệu tới anh em một cái lô đắc mới khác với hàng. Ngày hôm nay thì có một cái sản phẩm rất là đặc biệt và em muốn làm một cái video riêng dành riêng cho cái thiết bị này. Cũng đã tìm hiểu cái thiết bị này gần nửa năm trời và sang đầu năm 2019 thì em có đưa nó về để phục vụ anh em, để phục vụ tới những cái nhu cầu của những anh em đang quan tâm tới một con giải mã nhạc số được trang bị cũng như có những cái tính năng đặc biệt như thế này. Oppo thì các anh em khi mà nghe tới cái thương hiệu này thì liên tưởng tới ngay những cái điện thoại thông minh, nhưng không, trong cái dòng âm thanh, trong những cái thiết bị âm thanh thì họ sản xuất ra những cái đầu giải mã nhạc số cũng như những cái đầu đắc và music server xứng tầm những cái chất âm high-end rất là khủng khiếp với mức giá rất là cao tại thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm Oppo HA1, một trong những con giải mã nhạc số kiêm pre âm ly tai nghe và được chứng nhận chuẩn HiCut Audio. Thiết bị này đang được bán chính hãng với mức giá khoảng 29.990.000 và hiện tại em đã mua một con đầu Oppo HA1 ở bên Nhật về với hình thức mới nguyên hộp, và bây giờ em sẽ tiến hành mở hộp để cho anh em cùng tham khảo về cái thiết bị này. Ok, ở cái thông tin mặt cạnh thì chúng ta sẽ có những thông tin như là đây là một con máy màu bạc. Sản phẩm này nó sản xuất với hai màu bạc và đến từ Japan, sử dụng nguồn điện 100V, và những cái thông tin khác về cái kích thước của thiết bị, nó nặng 7,7 cân, và đây là những cái thông tin về khi chúng ta vận chuyển. Và cái kích thước của cái hộp đắc này nó có một kích thước dân dụng rất là lớn, và chúng ta sẽ tiến hành mở hộp thiết bị này. Các bạn có thể thấy là cái cách đóng hộp của Oppo người ta làm rất là đẹp, tất cả những cái cạnh viền của cái bìa đều được in cái thông tin của cái sản phẩm Oppo HA1. Bây giờ sẽ mở hộp cái thiết bị này cho anh em cùng tham khảo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái catalog rất là lớn in cái hình sản phẩm này cũng như là những cái công nghệ được trang bị ở trên cái thiết bị này. Thì chúng ta nhìn qua về cái tấm catalog này thì các bạn có thể thấy là đây là một con đắc màu đen này, nó được trang bị công nghệ mạch class A dành cho headphone, là một con pre âm ly sử dụng một cái biến thế độc lập, ok, tương thích với tất cả những cái thiết bị iPhone, iPod, iPad chạy OS, chip giải mã cực cao cấp dòng ESS9018 Sabre Preference. Và đây là một cái thông tin về cái cổng kết nối, đa kết nối rất là nhiều đường vào, và cái màn hình hiển thị rất là đẹp và tuyệt vời. Đấy là một vài những cái điểm nổi bật trên con đắc HA1 này. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái quyển catalog hướng dẫn sử dụng và cái giấy tờ xuất xưởng của cái thiết bị này. Vì đây là một con đầu giải mã full box mới cứng, vì thế nên những cái thông tin về cái phụ kiện này thì chắc chắn là sẽ còn nguyên. Ok, và đây là cái shop Oppo, người ta đóng gói rất là cẩn thận và người ta làm ra những cái xốp chống sốc như thế này vừa khít với máy chứ không có dư hay dơ ra và tạo ra một cái điểm hở nào. Vì thế quá trình vận chuyển của thiết bị này luôn được đảm bảo cao nhất. Nhân vật chính của chúng ta đang nằm đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ quan sát một chút về phụ kiện này. Cái module phụ kiện này được đóng hộp rất là đẹp, các bác có thể thấy này, đóng như là một cái hộp bút ký của chúng ta Oppo. Chúng ta mở ra, bên trong sẽ có dây nguồn, một cái dây nguồn 3 chấu, và được họ còn tích hợp luôn cho chúng ta một cái đầu chuyển sang jack 2 đường và một cái đường tiếp mát. Ok, các bạn có thể thấy là đây là một sản phẩm new box, vì thế đây là tất cả mọi thứ nó còn nguyên bản. Chúng ta sẽ có một cái cổng chuyển tai nghe từ dạng 3,5 ra dạng 6 ni, đó, mạ vàng tiêu chuẩn, và một cái modem sóng Bluetooth, lát nữa chúng ta sẽ phải cắm vào sau máy này, và một cái remote zin theo dàn được thiết kế
màu bạc, trắng bạc rất là tốt, sờ sờ vào rất là mát tay. Mang thương hiệu Oppo. Đó, các bạn có thể thấy remote của nó đây. Đây là nhân vật chính của chúng ta, mình sẽ bê ra. Với cân nặng 7,7 cân, rất là nặng và đầm tay. Cắt cái này là ok, đây là nhân vật chính. Các bác có thể tham khảo một chút. Các bạn có thể thấy là nhân vật chính của chúng ta sẽ được Oppo người ta bọc thêm một cái lớp chống xước dạng vải nỉ. Cái vải này xuất hiện trên những cái thiết bị như là Nude Media 200 và những thiết bị đầu gấu sẽ được trang bị cũng như bọc rất là kỹ lưỡng. Ok, giờ sẽ tháo cái lớp này đó ra. Cũng rất là bất ngờ khi mà trên tay cái sản phẩm này, em không nghĩ là nó có cái kích thước lớn như thế cũng như là cái cân nặng khủng khiếp như thế. Đó, các bạn có thể thấy Oppo HA1 rất là đẹp, tuyệt vời. Con máy này với cái tông màu là màu bạc và nó còn sản xuất thêm một màu nữa màu đen, thì các bạn có thể thấy là toàn thân máy được úp mặt phay nhôm rất là tuyệt vời. Riêng cái mặt trước của con Dark này, nó sử dụng một cái mảng bảng nhôm dày 5 ni và được tiện cắt CNC khung vuông đét. Tất cả những cái hoàn thiện của trên thiết bị này đều được hoàn thiện ở mức cao cấp nhất. Và chúng ta sẽ có cái mặt này cũng làm bằng nhôm này các bác này. Đó, ở trên này thì các bác có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái nỗ, hệ thống nỗ vang để tản nhiệt ở bên trong thiết bị ra. Và bên dưới chúng ta cũng sẽ có những cái hệ thống nỗ như thế. Đó, các bác có thể thấy người ta làm ra một con Dark Oppo HA1 rất là cầu kỳ. Và vì thế nó có sử dụng, nó sẽ có một cái mức giá rất là cao. Cái màn hình hiển thị LCD ở đây đang được bọc vẫn còn nguyên cái xia và em chưa có nổ ra. Đó, chúng ta sẽ có những cái nút tùy chỉnh ở trên thiết bị này như sau. Em sẽ giới thiệu tới các bác ở mặt trước, sau đó chúng ta sẽ đi về mặt sau để giới thiệu tới cái thiết bị này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái logo Oppo được cắt CNC trực tiếp trên cái mặt nhôm phay này. Một nút bật tắt nguồn, nút tai nghe, jack tai nghe này thì nó tương thích với jack 6 ni. Vì thế nên nhà sản xuất người ta đã cho chúng ta cung cấp cho chúng ta một cái đầu chuyển sang 3,5. Chúng ta có thể chuyển sang cái dạng tai nghe kia. Ngoài ra thì đây là một con Dark Pre kiếp âm ni cho tai nghe, vì thế nên cái cổng ba lăng tai nghe này chắc chắn là không thể thiếu được. Và khi các bác chơi tai nghe chuyên nghiệp thì các bác sẽ biết đến những cổng như thế này. Chúng ta sẽ có một cái nút đổi suộc, rất nhiều suộc vào nhé, lát nữa em sẽ khởi động máy cho các bác xem. Và nút núm tăng giảm âm lượng của thiết bị đều được vát xoáy kim cương rất là đẹp, nhôm đồng tâm vát xoáy kim cương, các bác có thể thấy. Thông tin của thiết bị là headphone amplifier HA1 và đây là cái cổng thu sóng tín hiệu điều khiển này, và một cổng USB đọc nhạc từ iPod, iPhone, iPad, tất cả các thế hệ máy, kể cả iPhone X hay là XS Max bây giờ. Ok, chúng ta sẽ quay về mặt sau của thiết bị để tham khảo một vài thông tin những cổng kết nối mặt sau đó thì em sẽ khởi động lại thiết bị này để cho các bác cùng tham khảo. Giờ chúng ta sẽ zoom vào cận hơn một chút. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái thông tin của cái con máy này là nó được sản xuất năm 2016 và được design bởi Oppo USA, lắp ráp tại China. Sử dụng nguồn điện là 100V đến 220V. Đấy, thì cái thông tin này thì em khuyên các bác nên sử dụng 100V cho an toàn, chứ em cũng không có cắm vào 220 đâu. Bình thường những thiết bị khác chạy cái nguồn điện xoay tự biến thiên như thế này thì các hãng như Wadia hoặc những cái hãng khác thì họ sẽ có một cái công tắc gạt để chúng ta có thể gạt sang hai cái nguồn khác nhau. Nhưng em nghĩ đây là một sản phẩm đời mới, nó sẽ tự động giao thoa giữa các nguồn với nhau, nhưng khuyên các bác nên dùng 100V. Chúng ta không nên thử những cái trường hợp với một cái sản phẩm cao cấp và đắt giá như này. Ok, chân nguồn 3 chấu thì các bác có thể tùy chỉnh cái dây nguồn, có thể nâng cấp trang bị cho thiết bị này những cái dây nguồn tốt hơn. Ok, tiếp đến là chúng ta sẽ có một hệ thống digital input là đường nhạc số vào với các cổng như là AES, EBU.
Đó, cổng này thì các bác sẽ chơi ở những cái thiết bị nó xuất AES EBU để chơi vào đác này, để giải mã qua đác này với dạng chân ba lăng. Cổng coaxial để chúng ta khai thác cái tín hiệu từ đường đồng trục. Thường thì anh em sẽ chơi đường này ở chính trên chiếc CD của các bác. Optical để chúng ta chơi đường nhạc số từ TV, Smart TV hoặc những cái đường xuất âm dạng quang với cái dạng PCM. Một cổng USB DAC, và đây là một cổng USB DAC đặc biệt nhất từ trước tới giờ trên tất cả những cái thiết bị đầu giải mã của em. USB DAC là một trong những cái đường lấy tín hiệu đầu vào tần số lấy mẫu cao, gần như là luôn luôn đứng đầu ở trên những cái đầu giải mã, và chỉ duy nhất trên Oppo HA1 này, cái cổng này mới được mạ vàng để đảm bảo cái tính năng cũng như là đảm bảo những cái thông số khi truyền tải tín hiệu nó không bị suy hao. Và chắc chắn là các bác sẽ phải đầu tư một cái sợi cáp USB cáp tương xứng với cái kết nối đầu cuối giữa máy tính và con đang này. Ok, các bác có thể thấy cái logo Bluetooth ở đây và có một cái cổng màu vàng ở đây. Bây giờ em sẽ gắn cái module mình vào. Đó, module phụ kiện lúc nãy em có giới thiệu các bác. Đó, nó sẽ như thế. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái đường preamp để làm preamp đi với cái thông tin là stereo audio output. XLR ba lăng audio output là chính là hai cái đường này, còn stereo audio output là đường RCA chính là hai cái đường này, và cái đường RCA ở trên thiết bị này cũng được sử dụng cái jack RCA cao cấp xuất hiện trên những sản phẩm như là con Odcodec 1000, Mazda HD-DAC 1 và con Tech NT503. Đây là cổng cao cấp, còn đây là cổng thường thôi, các bác có thể thấy nhé, cổng cao cấp dạng như này. Và ở phía trên này chúng ta sẽ có một hệ thống Analog Input để chúng ta thêm cái đường vào dạng Analog cho thiết bị này. Đây là đường ra các bác nhá, đường ra âm ly này, còn đây là đường vào này. Đó, đường vào thì khi các bác nhìn thông tin này thì các bác có thể hiểu đó là đây chúng ta sẽ có thể thêm được những cái đường input vào từ đường RCA cũng như đường ba lăng ở trên, ở từ một cái thiết bị khác. Đó, rất là đầu gấu khi mà có xuất hiện cả đường ba lăng ở dạng analog input ở trên cái con thiết bị này. Còn cái đường RCA này thì cũng chúng ta cũng sẽ thấy xuất hiện nhiều trên những sản phẩm như là Rudman DA100 hay là DA200 gì đó. Ok, bây giờ em sẽ tiến hành kết nối nguồn điện và chúng ta sẽ test chất âm của thiết bị này. Bây giờ em sẽ kết nối nguồn điện thôi, chứ còn cái video test chất âm nó phải làm một cái video khác. Giờ kết nối nguồn điện với mục đích để cho các bác tham khảo một chút cái thông tin về cái màn hình hiển thị của cái con HA1 này. Cũng như là bây giờ em mới bắt đầu giới thiệu tới các bác những cái tính năng mà nó được trang bị. Xem với cái mức giá 27 triệu đồng cho một phiên bản sách tay iNew Full Box thì các bác đầu tư nó có thực sự xứng đáng hay không? Khởi động thiết bị. Tất nhiên là các bác cũng có thể khởi động cái thiết bị này bằng cái remote theo zin theo dàn nhé. Ok, cái remote zin theo dàn được thiết kế mạ bạc, sờ rất là mát tay và đầy đủ những tính năng trên này. Đó, bây giờ em sẽ kết nối một chút cái đường nhạc đầu vào để cho cái đèn quad spectrum này nó hiển thị để anh em cùng tham khảo. Ok, bây giờ em sẽ kết nối trực tiếp được chiếc iPhone qua cổng USB đi. Nó nhanh gọn. Quán bên đường vắng tênh chỉ có em với anh. Đó, các bác có thể thấy là cái đèn quark spectrum nó đã bắt đầu hoạt động. Và đây là một trong những cái điểm mà HA1 sẽ làm hài lòng tất cả những khách hàng yêu âm thanh, những khách hàng đang quan tâm đến những cái đầu giải mã.
Đó, nó có một cái màn hình hiển thị rất là đẹp và bắt đầu chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những cái tính năng có trên thiết bị này. Đầu tiên là khi chúng ta vặn cái nút chuộc này, các bác vặn cái nút chuộc này này. Đó thì các bác sẽ có một cái màn hình hiển thị với rất là nhiều những cái đầu vào của cái đường chơi khác nhau. Và khi các bác chuyển chuộc thì cái biến thế trong cái cầu chì trong game nó sẽ tự động bật tắt ở trong tương thích với những cái đường vào khác nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có tới một đường RCA em đã giới thiệu này, đường ba lăng này, đường USB DAC từ máy tính này, đường mobile chính là cái đường USB này, đường optical để chúng ta chơi từ Smart TV này, Casio này, Bluetooth. Đó, đây là một trong những cái tính năng rất là hay và hiện tại trên những cái DAC cao cấp thì mới chỉ có chiếc Tech NT503 là có thôi. Ok, và đường một đường AES/EBU. Đó, hiện tại thì chúng ta chơi từ đường mobile thì chúng ta sẽ chọn thẳng vào. Các bác vặn chuột xong rồi ấn thẳng vào là sẽ là chọn. Ok. Và đây là một cái dạng đèn spectrum hiển thị cái tần số lấy mẫu hiện tại nhạc đang chơi qua thiết bị này. Với cái tần số lấy mẫu là đang ở 44.1 GHz với cái số bit là 16 bit. Và đó các bác có thể thấy là nó sẽ nhảy theo cái tín hiệu đầu vào. Đúng như thế, nhạc chất lượng cao thì nó sẽ nhảy với cái thông số chất lượng cao. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái tùy chỉnh này cũng rất là hay như sau. Các bác ấn thẳng vào. Đó, các bạn ấn thẳng cái chuột, nút chuột này mà chúng ta sẽ có ba cái chế độ hiển thị khác nhau ở những cái chế ở màn hình này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái chế độ đó là thông tin về chữ thì nó sẽ báo cho chúng ta thông tin chuột vào này, cường độ tín hiệu này và cái dạng đầu vào tín hiệu cũng như là mức âm lượng mà chúng ta đang sử dụng. Đó, khi chúng ta có thể chọn sang dạng spectrum là dạng đèn equalizer như thế này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái kiểu cuối cũng rất là đẹp, dạng đèn kim bu đèn vẩy. Đó, các bạn có thể thấy kim bu đèn vẩy với hai kênh nip và rai, phải và trái. Đó. Ok, con đầu đắt giải mã này nó có khả năng giải mã lên tới định dạng DSD trực tiếp và không cần convert sang TCM. Có nghĩa là các bác có thể chạy file DSD trực tiếp từ máy tính sang ổ cứng cũng như từ những thiết bị điện thoại vào. Và nó sử dụng con chip ES9018 của Saber Preferred, vì thế nên nó có chất âm cực tốt. Đây là một trong những dòng chip sử dụng trên những cái đầu DAC high-end. Và đây là một trong những cái DAC high-end mini mà Oppo có giới thiệu ra tới thị trường dành cho anh em yêu âm thanh. Và với cái thiết kế tổng thể, tất cả mọi bo mạch được thiết kế bằng nhôm, ở trên dưới đều có hàng đứa ô van tản nhiệt rất là cao cấp, thì đây là một trong những cái lựa chọn không thể bỏ qua trong cái phân khúc giá khoảng dưới 30 triệu. Ngoài ra thì một cái thông tin cũng rất là hay là đây là một sản phẩm được nghiên cứu và design bởi các kỹ sư của Oppo USA, là Oppo Mỹ. Bác nào quan tâm tới thiết bị này thì có thể liên hệ tới số hotline để bên dưới video này. Đây là một thiết bị được xách tay với hình thức new box về hàng với mức giá là 27 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.